Chào các bác, chào các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em nói sơ qua một chút cái cây giạc châu như. Cây giạc châu như cơ bản. Cây giạc châu như thì có khi mọi người, nhiều người biết rồi. Em cũng nói sơ qua nguồn gốc là em không phải là người sổ hay gì cả. Em chỉ người thương mại mà người chơi sau. Khi mà em chơi là, khi mà em làm đã có người ta làm những cây mô như này và bán ra Hà Nội. Thì theo thông tin thì đặt tên, gọi tên Châu Như là cũng gọi tên người, gọi tên nhân vật của chị gái đấy. Và chị bán được gọi vậy cho quen. Vì cây của nhà bác ý làm ra thì được theo nguồn gốc thì cây này là cây đại thảo, cái cây di linh. Thì một cây thì nó di linh, nó cũng là cây phi điệp thôi. Cây phi điệp lai, cái là cây đại thảo. Cây đại thảo thì nó cũng như là hạc vĩ, hoa là xem nhau, nhưng mà cái là đại thảo vùng Lâm Đồng. Còn bắc thì là cây hạc vĩ, di linh thì là phi điệp, hay là gọi tên chung là cây phi điệp. Nhưng mà vùng thì gọi là, như trong miền Nam hay gọi là hoàng thảo. Thì cây đây là một cái mặt bông cơ bản của cái cây châu như. Cây cơ bản của cây châu như thì nó là mặt bông xêm như này, nhưng mà nó cũng ngoài ra nó cũng có một số cây mặt bông khác, ví dụ như mặt bông này đấy, hay là một số cái mặt bông khác như mặt bông này đấy. Đấy thì về cơ bản nó có rất nhiều mặt bông, bởi nó là cây lai tạo. Quay trở lại cái cây này, đây là một cái cây đấy, nó có rất nhiều mặt bông khác nhau, thấy chưa, rất nhiều mặt bông khác nhau. Nhưng về cơ bản thì cái mặt bông này là mặt bông cơ bản nhất. Và có thể nói là đánh giá cây châu như thì nó có rất là nhiều mặt bông xổ số, nó như của phi điệp xổ số ấy. Thì nó có mặt bông nọ, mặt bông kia. Cây châu như thì về cơ bản của nó thì môi hoa của nó này, môi hoa của nó rất là nhiều những cái phấn, phấn trắng này, mình hay gọi là lông ấy. Đấy, nó rất là nhiều lông tơ màu trắng. Anh thấy không ạ? Rất là nhiều đúng không ạ? Có những cây châu như bền, có những cây châu như tím đậm, có những cây châu như môi tuyết rất là nhiều. Ví dụ như cây này là cây kiểu dạng cơ bản của nó là môi tuyết. Cây nào nó cũng rất nhiều là lên phấn trắng như này. Những cái dâu gọi là, hay những cái phấn trắng nhỏ đúng không ạ? Đấy, thì cái cây cơ bản cái cây châu như đây. Và cái bộ cánh của nó rất là bay, thường là như thế. Ít khi cây nào rủ lắm, hiếm. Nhưng mà về cơ bản là cái đây là một trong những cây mà được lựa chọn ra và lai tạo ấy, lựa chọn những cây đẹp để lai tạo ra thành một số những cây đẹp khác và nhân giống. Thì cây châu như cơ bản này về cái môi hoa của nó là như này. Thế nên anh chị lưu ý khi mà mua nhiều cái cây phi điệp lễ bệt hoặc là đột biến ấy, có thể là rất là dễ là mình mua cái cây châu như, nhưng mà cái cây nào thì nó vào cái đó thì nó hợp lý hơn, đúng không ạ? Cái cây châu như lễ bệt này thì nó cái nhận biết nhìn rõ nhất của nó đó chính là cái mắt của nó gần như là không phân thủy. Đấy, mắt của nó gần như là không phân thủy. Như em thấy nhận biết nó cũng, nghĩa là nó cũng phân thủy, nhưng nó phân thủy không nhiều ấy. Ví dụ như cái mắt này là nó không rõ hẳn là mắt, và nó cũng không rõ là phân thủy như cái bọn phi điệp ấy, hay là cái bọn đại loại là bọn phi điệp ấy, thì là hai cái mắt của nó là rõ hai bên luôn, và xung quanh nó hồng nhạt hơn, rõ cái mắt luôn. Nhưng còn cái này thì nó là mắt với lại màu thì nó gần như không ranh giới, nó đậm nhạt, có nghĩa là san màu đều. Đấy là cái em nhận biết riêng về cái cây này. Chứ còn nhìn có thân lá mà bảo là đoán được thì nó hơi khó. Bởi vì cây này nó là cây nhân tạo, nên là nó khá là giống với một số những cái cây khác. Ví dụ như là thân lá cây trầm, hoặc là cây Hawaii, các thứ thân lá khá giống. Và nó cũng giống cả thân lá phi điệp. Đấy, nó cũng giống thân lá nhiều, nhiều giống rất là nhiều thân lá các loại khác nhau. Bởi vì nó là chung là hoàng thảo thôi. Đấy, thế là thân lá rất giống. Thế nên là cái việc anh chị sưu tầm châu như thì cứ mua của những cái người ta bán là những cây giạc châu như ấy. Đấy, rất là đơn giản thôi. Bởi vì những cái cây châu như này nhân mô rất nhiều, giá thành rất là hợp lý. Hợp lý hơn là chúng ta đi mua phi điệp kiến sổ số hay các thứ rất là nhiều. Đấy, châu như mà thực ra là cái mặt hoa châu như này em đánh giá rất là cao, nó rất là đẹp và giá cả phải chăng. Thì đây thì em cũng giới thiệu ngắn gọn về cái cây cơ bản, về cái cây châu như nó như vậy. Nó là một bông khá là cơ bản và nuôi trồng chăm sóc đơn giản như là những cái cây hoàng thảo khác, ưa nắng thoáng gió và tương đối ẩm. Anh chị nên treo ở ngoài rìa vườn lan nhà mình,
để cho cái cây nó được phát triển tốt hơn và trồng ở trong môi trường chậu nào cũng được. Nếu trồng chậu thì nhớ là giá thể thoát nước. Giá thể thoát nước có thể là sỏi nhẹ, than hoặc là vỏ thông, gỗ, dẫn cọng, các loại mà mình có thể cho nó thoát nước và điều tiết được độ ẩm của nó, đừng để nó khô quá nó phát triển rất chậm và nếu nó ướt quá thì nó sẽ chết. Đấy. Anh chị không nên trộn rêu với cả vỏ thông bởi vì đấy là một điều em thấy nó không hợp lý. Anh chị nhé, lưu ý như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.